Chào anh em nhá. Hôm nay mình mới có dịp tâm sự với anh em này. Cũng là đầu năm rồi. Nhưng mà anh em nào có cái máu nuôi trâu thì hôm nay mình thiện giới thiệu anh em cái máu chuồng trâu nó hợp lý. Mình cũng gặp nhiều cái chuồng trâu nhưng mà không có chuồng nào mà nó thiết kế nó hợp lý như vậy. Không nghĩ hợp lý vậy như nào anh em nhìn xem nó thiết kế xây hai cái thành hành ngắn hai bên này này. Các chú không hay húc nhau với lại mình dọn dẹp nó dễ. Chiều cao cái máng thì cũng bình thường thôi, nó khoảng 60 phân. Anh em nó phải có độ dốc này, các anh em nhìn hai con trâu to này. Con trâu này mới anh khoảng khoảng 60 anh em. Con này mới con khoảng 60 rồi. Rất to. Đấy. Anh em xem nào. Thiết kế làm sao mà cái con trâu nó nằm ở phần thấp hơn so với cái máng khoảng 60 cân thì mình vệ sinh dễ, con trâu nó không hay phá chuồng, không hút nhau. Nhà này là cứ mỗi lứa cái anh này nuôi khoảng hơn 20 con rồi. Chuồng này là quy mô lớn. Đây, quay tổng thể cái chuồng trâu cho anh em xem. Đấy. Bây giờ các anh không cho ăn, hai bữa các anh đổ luôn một ngày. Một sáng các anh đổ. Đổ cho ăn. Chiều thì cho uống nước thôi. Nó vất đỡ vất hơn là mình cho ăn thường xuyên, nó vất hơn. Tuy rằng thời điểm này Trung Quốc giá nó không bán được trâu như vậy là giá nó không không thấy nhích lắm, nhưng mà những chú này chỉ cần mở cửa cho thị trường Trung Quốc phải là bán được có tiền đấy anh em. Đấy. Nhìn những chú trâu này. Đại ca. Hai chú này thời điểm mua là hơn 40 rồi. Bây giờ nó khoảng 60 rồi anh em. Đấy. Đấy, máu chuồng trâu này là theo mình là nhận định là nó hợp lý đấy. Các anh không đánh nhau nữa. Cái này máng này rộng khoảng 60. Nó chiều sâu chân của trâu nó khoảng 60 lên nữa. Cỏ voi, vả bia, cám cho các anh ăn căng đét. Đấy. Béo tròn rồi. Cho mình cái máu trâu này là máu chuồng trâu này là máu chuồng hợp lý nhất đấy, anh em ạ. Nếu mà chúng ta có dự định trong năm tới mới chúng ta làm xây chuồng trâu thì anh em nên xây như này. Tuy nhiên là cái chiều rộng của cái khoảng này chúng ta có thể thu vào khoảng 40 phân đó, cũng phải thiết kế như này thì nó mới hợp lý, đỡ phải rào giếc gì, không nó rào phải đêm nó húc nhau kêu. Nếu mà khu tập trung dân cư là rất là phiền phức. Trâu này là trâu nuôi theo chương trình của dự án phát triển nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang.